Bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. SUV 5 chỗ giá rẻ hơn cả Kia Morning. Mẫu SUV cỡ nhỏ MG ZS đang được giảm giá mạnh tại thị trường Việt Nam. Phiên bản thấp nhất giá chỉ có 420 triệu đồng. MG ZS là tân binh tại thị trường Việt Nam, cạnh tranh với các mẫu xe như Kia Seltos, Hyundai Kona hay là Ford EcoSport. Mới đây, mẫu xe này đã có đợt xả hàng giảm giá mạnh tay tại đại lý khiến giá bán khởi điểm chỉ còn từ 420 triệu đồng. Giá bán này thấp hơn cả Kia Morning mới phiên bản X-Line hoặc là GT-Line thuộc phân khúc hạng A. Cụ thể, theo ghi nhận từ đại lý MGZS Standard có giá bán rẻ nhất từ 420 triệu đồng. Phiên bản MGZS Comfort có giá bán cao hơn là 460 triệu đồng và đắt nhất là bản MGZS Luxury giá 519 triệu đồng đáng chú ý các phiên bản được giảm giá mạnh đợt này là MGZS nhập khẩu Trung Quốc, còn phiên bản nhập Thái Lan giá bán thì vẫn giữ nguyên. Các đại lý MG cũng cho hay, đối với đợt xả hàng này số lượng xe không còn nhiều và cũng không có đa dạng đầy đủ màu sắc các phiên bản cho khách lựa chọn. Đợt giảm giá mạnh này được xem là một động thái xả hàng tồn, dọn kho để tập trung vào phiên bản MGZS nhập khẩu từ Thái Lan có giá bán hiện nay từ 519 cho đến 619 triệu đồng. Với phiên bản giảm giá mạnh chỉ còn có 420 triệu đồng. Đây được xem là mẫu xe SUV cỡ nhỏ có giá bán thấp nhất tại thị trường Việt Nam. Về ngoại hình, khác biệt rõ nhất trên MG ZS phiên bản Standard so với phiên bản còn lại là bộ vành mâm kích thước nhỏ hơn. Với kích thước 16 in, sơn màu bạc và khá đơn giản. Đèn pha dạng halogen có thấu kính projector, phiên bản này cũng sẽ không có đèn sương mù và thanh giá nóc để gia cố hành lý như hai phiên bản cao cấp hơn. Nói về bên trong nội thất, MG ZS phiên bản Standard thiếu nhiều trang bị như ghế ngồi chỉ là loại bọc nỉ kết hợp vải hai màu vô lăng của xe không được bọc ra cũng như tích hợp các phím bấm chức năng hệ thống giải trí đơn giản với đầu đọc usb aux bluetooth mà không phải loại màn hình cảm ứng như ở bản cao cấp ngoài ra hệ thống núm xoay hệ thống điều hòa cũng được thiết kế theo kiểu bình dân hơn không phải phím xoay cao cấp tất nhiên phiên bản này cũng không có cửa sổ trời tuy nhiên xe vẫn được trang bị là nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh zs có kích thước dài rộng cao lần lượt là 4314, 1809 và 1648 mm, chiều dài cơ sở 2585 mm, dung tích khoang hành lý khá rộng 1166 lít và hàng ghế sau có thể gấp 60 40. Xe sử dụng động cơ 1.5 cho công suất 112 mã lực và mô men xoắn cực đại 150 Nm đi kèm với hộp số 4 cấp dẫn động một cầu. Đây là mẫu động cơ NSE mới với cấu hình đặt hàng cho khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt về hệ thống an toàn, MGZS phiên bản standard trang bị hai túi khí, hệ thống phanh ABS EBD BA, ga tự động cruise control, kiểm soát lực kéo hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát áp suất lốp. Người dùng khi mua phiên bản này nên trang bị thêm camera lùi hoặc là cảm biến phía sau. Các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công